Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong phần sổ tay học hôm nay sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn cách phòng và điều trị bệnh thủy đậu ở trẻ em. Nội dung trong phần hỏi đáp y tế sẽ là những vấn đề xung quanh bệnh lý đái tháo đường. Cuối chương trình hôm nay là câu chuyện về các trường mầm non tích cực phòng bệnh tay chân miệng và gặp gỡ những người nhiều lần trao đi giọt máu hồng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Bệnh thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, có khả năng bùng phát thành dịch. Bệnh có tính chất lành tính, thường được theo dõi và điều trị tại nhà. Tuy nhiên cũng có thể gây biến chứng ảnh hưởng tới tính mạng, nhất là đối với trường hợp thủy đậu ở trẻ em. Để giúp cho người nhà bệnh nhân biết cách chăm sóc trẻ và phát hiện xử trí kịp thời khi trẻ bị thủy đậu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của thạc sĩ bác sĩ Đào Thúy Đạt, phụ trách khoa Nội Nhi 2 Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Bệnh thủy đậu là do virus mà gây ra, thế thì các cái tổn thương ở trên da thì mình có thể bị nhầm lẫn giữa rất nhiều bệnh. Thế một trong các cái bệnh đấy là bệnh thủy đậu. Thế nếu mà tổn thương ở trên da mà là bệnh thủy đậu ấy thì nó có đặc trưng là nó là các cái phỏng nước, phỏng nốt. Thế và thường là có một cái tiền sử là em bé có thể là tiếp xúc với các cái đối tượng mà đã bị thủy đậu từ trước. Thủy đậu này thì nó là do virus, thế nên là nó có thể lây cho các bé khác. Vì thế nên là mình nên hạn chế cho các bé khác tiếp xúc với cả em bé này mình. Đấy, và cũng hạn chế cả người nhà luôn, bởi vì là có những người lớn chưa bao giờ bị thủy đậu thì khi tiếp xúc với các em bé mà bị thủy đậu thì cũng có một số các trường hợp là người lớn bị lây thủy đậu từ trẻ con. Với các cái cháu mà nhỏ như thế này thì cái việc mà cách nghi em bé và hạn chế tiếp xúc với người nhà thì dễ hơn, nhưng với các cháu lớn hơn ấy thì có một khuyến cáo nữa là mình không nên cho em bé đi lớp, mà mình sẽ chờ các cái tổn thương đấy nó lành nó liền thì mình mới cho em bé đi lớp. Thì đi lớp sớm hoặc là đi lớp lúc mà cái bệnh thủy đậu nó đang giai đoạn toàn phát ấy, thì là nó sẽ làm cho các bạn khác bị lây, bị nhiễm theo. Nên mình cũng nên để ý những chuyện đấy. Thế và thủy đậu thì là một cái bệnh do virus, thì thủy đậu có vaccine rồi, thế thì mình có thể tiêm vaccine cho em bé sau 12 tháng. Với các cháu mà bị thủy đậu như thế này thì mình cố gắng là cách ly em bé và điều trị khi mà nó có các cái dấu hiệu nặng, để tránh tình trạng em bé nó biến chứng. Biến chứng thì em bé nó có thể biến chứng nó sốt cao này, đấy, thì nó có thể nhiễm khuẩn thần kinh, nó có thể viêm não, viêm màng não, nó có thể viêm phổi. Đấy, biến chứng của em bé này nó có thể nhiễm khuẩn tại da, nó có thể nhiễm khuẩn là đường tiêu hóa, nó có thể bị chảy. Ngoài ra thì có một cái lưu ý nữa là cái virus thủy đậu này nó có thể ảnh hưởng đến bà mẹ khi mà mang thai. Thế bà mẹ khi mà mang thai ở trong những cái giai đoạn đầu của thai kỳ thì có thể gây dị tật cho em bé. Đấy, thế nên là mình cũng sẽ phải để ý những cái chuyện đấy và mình nên đi khám sớm thì các bác sĩ sẽ có các cái biện pháp chẩn đoán và hướng dẫn gia đình mình thêm. Bệnh thủy đậu này thì đúng là miễn dịch thì suốt đời, thế nhưng mà ngay kể cả khi mà đã tiêm phòng đủ 2 mũi rồi thì miễn dịch cũng chỉ được 95% thôi. Có nghĩa là sẽ vẫn xảy ra tình huống là có một số người sau khi tiêm rồi vẫn bị. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một số người sau khi mà bị thủy đậu rồi ấy, thì cái virus này nó vẫn tồn tại trong cơ thể người, nó tồn tại trong hệ thần kinh. Vì thế nên là sẽ hiếm khi bị lại lần thứ hai, nhưng mà vẫn còn 5% là có thể bị lại. Và nếu như mà không bị lại thủy đậu nữa thì những cái người mà đã từng bị thủy đậu rồi thì có thể sẽ là bị zola thần kinh. Cái tổn thương của thủy đậu là các cái tổn thương mà bọng nước ở trên da. Thế đầu tiên là mình không được dùng kim hay là bất cứ một cái vật dụng gì để mình làm vỡ cái nốt phỏng ở da. Tay chân em bé thường nó sẽ có móng tay và thường là nó sẽ quờ quạng, nó sẽ gãi ở những chỗ đấy. Vì thế nên là mình sẽ cố gắng cắt móng tay cho em bé sạch đi. Sau khi làm sạch cơ thể em bé, làm sạch da rồi thì mình có thể chấm các cái thuốc vào các cái tổn thương ở trên da. Thì cái việc mà chấm thuốc thì nó sẽ làm cho em bé hạn chế bị nhiễm trùng ngoài da và làm hạn chế cái việc mà em bé nó bị sẹo. Thế thì có một số thuốc khá là rẻ tiền, ví dụ như xanh metinen thì sẽ được chấm cho em bé. Thì cái việc này nó sẽ làm cho em bé nó hạn chế cái tỷ lệ nó bị sẹo. Cái việc này nó sẽ tốt. Đấy, yêu cầu đầu tiên là mình sẽ làm tắm cho em bé thật sạch. Thế sau đấy mình làm khô em bé, lau khô em bé bằng khăn mềm. Và sau đó thì mình sẽ chấm xanh metinen cho em bé. Đấy, cái việc mà chấm xanh metinen cho em bé thì đầu tiên là mình phải xác định các cái tổn thương ở trên da. Ví dụ như là nếu mà nó có tổn thương ở da thì mình phải làm cho em bé khô da, sạch da ở chỗ đấy rồi mình chấm thì nó sẽ hiệu quả cao hơn. Cái thứ hai nữa là cái xanh metinen này thì nó khá là bẩn. Vì thế nên là mình sẽ lựa chọn mình chấm ở những cái vị trí mà mình có thể kiểm soát được, chứ không là nó sẽ dây ra lung tung. Đấy, ví dụ như là mình sẽ chấm như này. Sau khi mà chấm xong thì thường em bé nó sẽ dây lung tung. Vì thế nên là mình sẽ cố gắng để cho những cái vị trí này nó khô xong rồi mình sẽ chấm tiếp các vị trí khác. Trong
Trong số các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa thì bệnh lý đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường đang trở thành căn bệnh phổ biến và gia tăng nhanh chóng tại các nước phát triển và đang phát triển trên toàn thế giới. Căn bệnh này là một trong ba nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên thế giới hiện nay, chỉ đứng sau bệnh tim mạch và ung thư. Thực trạng bệnh tiểu đường hiện nay đáng để người dân phải quan tâm và có sự cảnh giác nhất định. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thanh Vân, trưởng khoa nội thần kinh nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên sẽ có những chia sẻ về căn bệnh này. Thưa bác sĩ, là cho tôi hỏi là cái bệnh đái tháo đường thì hiện nay là nó như thế nào ạ? Và cái nguyên nhân mà gây nên cái đái tháo đường? Bệnh tiểu đường hiện nay là một cái căn bệnh phổ biến đối với ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Trong những năm gần đây thì nó gia tăng rất là nhanh chóng. Cái số lượng bệnh nhân cũng như cái mức độ bệnh và cũng như là các cái biến chứng của những cái bệnh nhân đái tháo đường. Và đái tháo đường một thời gian tùy theo cái mức độ kiểm soát của bệnh nhân tốt hay không tốt mà nó có thể nhanh chóng có những cái biến chứng của bệnh. Nguyên nhân cụ thể thì cũng chưa rõ. Cái chính đó là cái vấn đề về cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, đồng nghĩa với cái chế độ ăn uống sinh hoạt, rồi là cái chế độ trì trệ ít vận động, thì nó làm cho cái gia tăng cái rối loạn chuyển hóa và cái tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ngày càng cao. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi biểu hiện của bệnh đái tháo đường như thế nào? Có đái tháo đường type 1 thì hay gặp ở người trẻ. Nó liên quan đến những cái vấn đề về di truyền và cái biểu hiện bệnh thì nó rầm rộ, trầm trọng, người ta dễ phát hiện hơn. Nó đấy là những cái triệu chứng ăn nhiều này, uống nhiều, đi tiểu nhiều, đồng thời cũng lại sút cân. Cái biểu hiện lâm sàng nó rất là rầm rộ. Hai nữa, còn đái tháo đường type 2 là đái tháo đường liên quan đến cái vấn đề chuyển hóa và thường gặp ở người lớn tuổi. Thế nhưng trong thời gian gần đây thì cái đái tháo đường type 2 trẻ hóa rất là nhiều. Đa phần là triệu chứng nó không rầm rộ như đái tháo đường type 1. Có thể bệnh nhân nếu như không phát hiện kịp và xử lý kịp thời, không điều trị đi chẩn đoán ngay thì cũng có những cái biểu hiện rầm rộ của cái biểu hiện là ăn nhiều, uống nhiều, đi đái nhiều và sút cân nhiều. Còn nhiều bệnh nhân thì triệu chứng rất là âm thầm. Có thể bệnh nhân vào viện vì những cái bệnh lý khác, ví dụ nhiễm trùng, viêm phổi, rồi là bệnh nhân bị các cái vết loét nhiễm trùng lâu ngày không có liền, vào nằm ở các khoa chấn thương, khoa nội tổng hợp, sau đấy rồi mới lại qua quá trình xét nghiệm thì mới phát hiện ra đái tháo đường. Thưa bác sĩ, làm nào dự phòng bệnh tiểu đường? Thực ra đái tháo đường thì mình chỉ có thể có những cái biện pháp về chế độ ăn uống hợp lý, giảm tinh bột, giảm mỡ, ăn nhiều rau, ăn nhiều chất xơ, chế độ tập luyện thể dục thể thao, giữ cân nặng phù hợp. Đấy là để phòng tiên phát. Tuy nhiên là khi mà đã có đái tháo đường thì chúng ta có những cái chiến lược chế độ ăn, chế độ tập thể dục và chế độ dùng thuốc phù hợp để làm sao mà kiểm soát được đường huyết tốt, thì cái thời gian xảy ra biến chứng cũng như cái mức độ biến chứng nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều, ít biến chứng hơn. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 18.000 trường hợp mắc chân tay miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc đã tăng gấp 4 lần và gia tăng chủ yếu ở khu vực miền Nam. Bệnh chân tay miệng lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết 63 tỉnh, thành phố. Thường ghi nhận số ca mắc tăng trong khoảng thời gian từ tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10 hàng năm. Trước tình hình đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các trường mầm non đã chủ động phòng chống bệnh chân tay miệng cho trẻ khi đến trường. Chúng tôi đến trường mầm non Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, đúng lúc nhà bếp đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho các cháu. Qua quan sát, thấy từ trang bị cá nhân của đầu bếp đến các thiết bị nấu ăn đều được chấp hành nghiêm ngặt và đảm bảo vệ sinh. Bát đũa được sấy khô bằng tủ sấy, cơm được nấu bằng bếp công nghiệp, thức ăn đảm bảo nấu chín. Thực đơn mỗi ngày cho trẻ cũng được đổi món đa dạng nhằm đảm bảo sức khỏe cho gần 500 trẻ ăn bán trú tại trường. Trước khi ăn, các cháu được rửa tay sạch sẽ. Công tác phòng bệnh chân tay miệng của nhà trường năm nay đã được quan tâm hơn so với năm 2019. Trước tình hình diễn biến của dịch chân tay miệng
trên toàn quốc cũng như là ở tỉnh ta, thì trường chúng tôi cũng đã nghiêm túc thực hiện những cái công văn triển khai của các cấp, đặc biệt là của ngành y tế. Thì trường chúng tôi đã triển khai và xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với trạm y tế xã Liêu Xá thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Sau năm 2019 thì năm 2019 chúng tôi chỉ có lác đác 1-2 cháu ở độ tuổi nhà trẻ. Khi các con có dấu hiệu thì chúng tôi đã trao đổi với gia đình kết hợp và để gia đình đưa con đi khám và điều trị. Hôm nay chúng tôi làm công tác phòng ngay từ đầu rất sớm. Chính vì vậy là đến thời điểm này thì chưa có hiện tượng học sinh có dấu hiệu bị chân tay miệng. Trường mầm non xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động năm nay đón 450 trẻ. Việc phòng dịch bệnh tay chân miệng cũng được cô và trò cùng phụ huynh chú trọng. Vào buổi sáng khi đón trẻ, các cô đều tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Việc vệ sinh phòng học và lau rửa đồ chơi cũng được các cô thực hiện thường xuyên, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến trường. Để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường thì trước hết nhà trường phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, sử dụng nguồn nước sạch phải đảm bảo an toàn. Và thứ hai là chỉ đạo giáo viên là phải thực hiện tốt cái công tác vệ sinh trong và ngoài lớp, phải sạch sẽ và giáo dục trẻ biết giữ gìn các cái đồ dùng vệ sinh cá nhân đúng ký hiệu và vứt rác đúng nơi quy định và biết phân loại rác thải, luôn đảm bảo là vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên là thay đổi thực phẩm theo mùa phù hợp với địa phương. Thời là cán bộ giáo viên là tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về nhà cũng phải quan tâm đến cái công tác vệ sinh cho trẻ, là các cháu là cũng phải vệ sinh cá nhân là phải riêng biệt. Đấy, thường xuyên là vệ sinh trước và sau khi ăn. Trẻ dễ bị nhiễm bệnh chân tay miệng do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo, đặc biệt kỹ năng vệ sinh cho trẻ. Do đó, việc đảm bảo vệ sinh cho trẻ ở trường cũng như tại nơi ở cần được đặc biệt quan tâm để trẻ không bị mắc bệnh tay chân miệng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi giọt máu cho đi đã góp sức trao niềm tin, hy vọng sống cho những người bệnh đang cần máu. Nhận thấy ý nghĩa quan trọng của hành động đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có rất nhiều cá nhân nhiều lần cho đi giọt máu hồng, góp phần sẻ chia khó khăn với các cơ sở y tế và cứu giúp người bệnh. Anh Đỗ Chí Lịch, cán bộ tư pháp của phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, không chỉ được biết đến là một cán bộ năng động, hết lòng vì công việc mà còn tích cực tham gia các phong trào do cơ quan địa phương phát động. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, anh đã 13 lần hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, anh còn vận động vợ cùng tham gia hiến máu. Bản thân tôi là sau khi hiến máu thì sức khỏe là cảm thấy là cũng rất là được cải thiện. Không có cái gì mà cảm thấy mệt mỏi hay là sút cân hay là vấn đề gì về sức khỏe. Và qua các cái đợt hiến máu tình nguyện thì cũng rất là mong muốn là toàn thể là cán bộ đảng viên và nhân dân lại cùng nhau là chia sẻ giọt máu hồng đến với người bệnh. Trong một buổi hiến máu tình nguyện tại huyện Khoái Châu, chúng tôi có dịp gặp gỡ với anh Đàm Quang Sơn ở xã An Vĩ. Anh chia sẻ máu rất cần thiết cho người bệnh, trong khi cơ thể khỏe mạnh khi cho đi rồi có thể sản sinh ra. Do đó anh Sơn đã nhiều lần tham gia hiến máu. Theo mình biết thì việc hiến máu cứu người có một ý nghĩa rất quan trọng. Theo đúng cái tinh thần nhân văn của chúng ta, đó là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thì tuy một phần nhỏ bé của mình thôi, nhưng có thể giúp ích được cho rất nhiều người đang cần những giọt máu để giúp cuộc sống họ tốt hơn. Chính vì thế mà tôi quyết định hiến máu. Tôi lần này hiến máu là lần thứ 5, xuất phát từ những người thân trong gia đình tôi đã gặp những các vụ tai nạn đi ra ngoài bệnh viện Hà Nội, nhưng thấy nhiều người là không có được cái nguồn máu để cung cấp đủ cho các bệnh viện và nguồn máu tại bệnh viện là rất khan hiếm. Từ đó tôi có ý thức và tôi về tôi tham gia vào câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của huyện Khoái Châu, đến nay đã được là 3 năm rồi. Chỉ tính từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát động được gần chục đợt hiến máu tình nguyện, thu được gần 3.000 đơn vị máu chuyển y cứu người. Để đạt được kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của những người như anh Lịch, anh Sơn. Họ là những người luôn biết sẻ chia vì cộng đồng. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình bất cứ lúc nào trên Hưng Yên TV Go. Và hãy đặt câu hỏi về sức khỏe gửi cho chúng tôi theo địa chỉ Phòng Khoa Giáo Đài Phát Thanh Truyền Hình Hưng Yên, 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, email cfkhitva@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau vào lúc 18:30 thứ hai hàng tuần.